Mày là cái con gà rù. Trời ơi, tức gì con gà. Ai lấy tiền đây? Ít ít ai tiền đây? Ai lấy tiền đây? Tiền. Còn mày, tao đứng em mẹ đưa tiền đâu? À, đó, chung đó. Sao có 5 xu vậy? Ông chủ gì? Nó đưa có 5 xu ông chủ. Mày, mày chơi 10 xu. Sao mày trả có 5 xu mày? Có, tôi cực 5 xu trả 5 xu đủ rồi. Hồi nãy mày cực 10 xu, tao nghe. Đúng rồi. Ôi, mấy thằng ông đội. Mày bán tao, mày bán đứng tao vậy? Tụi mày. Ê, làm trò gì vậy? Nè, ông làm cái gì vậy? Nè. Mày không biết chỗ này là lãnh địa của tao hả? Mày dám tới đây mày ăn quỵt hả? Bây giờ tao không nói nhiều, mày trả tao 5 xu không? Tôi trả 5 xu rồi, tôi hết tiền rồi. Này, nhẹ thay được không đâu á. Nếu mày không trả tao 5 xu, tao sẽ làm nhục mày. Ê, nè, ông đừng có làm nhục tôi nha. Mày không trả tao 5 xu, thì tao làm nhục mày. Ôi, nhưng mà tôi không có 5 xu, sao tôi đưa ông? Trời, ông chủ của nó. Không có 5 xu hả? Tụi bay, làm nhục nó tụi bay. Ê, nè, ơi. Này, trời ơi, đừng làm vậy, lớn rồi, đừng, trời ơi, mày dám ăn quỵt hả mày? Trả đồ cho tôi đi, mày đưa lại đi, đi tụi mày. Ông lấy cái quần tôi chi vậy? Trả cái quần cho tôi về nhà coi. Ông ơi, mặc gì tôi về nhà trời. Ông ơi, ông mày đâu rồi? Ông ơi, mày đâu rồi? Trời đất ơi. Ông mẹ. Chụp giả ghê chưa? Làm sao bị người ta lộn quần vậy? Trời ơi, tao xấu hổ chứ. Trời mày ơi. Thua đá gà rồi phải không? Mẹ ơi, mẹ ra đây chi vậy? Ra đây mấy thằng này bị như vậy nè. Trời ơi, mẹ mày cũng biết xấu hổ ra. Mẹ ơi. Ôi mẹ nó nhỏ thôi. Mẹ đừng có la lớn nữa. Bà con sớm người ta nghe người ta ra đây. Con đủ nhục rồi sao mẹ làm nhục con nữa? Mày biết xấu hổ hả? Ôi mẹ. Thôi mẹ đừng có đánh con nữa. Mày dám xúc lúa giống nhà mình đi bán. Bà cần bà nói với mẹ đó. Mày bán cho bà được 5 xu. Tiền đâu? Con đi làm ăn rồi. Mày làm ăn cái gì? Mày đá gà chứ làm ăn cái gì? Làm ăn rồi đá gà. Làm ăn mai mốt con gỡ lại con trả cho mẹ. Trả 10 xu luôn nha. Lời bà có lời đúng không mẹ? Gỡ trả hả? Mày đá gà mẹ. Mẹ ơi, con quyền người ta lộn mà còn gỡ trả được ra. Trời mẹ ơi, rửa ơi. Trời ơi mẹ ơi. Trời ơi bà con ơi, có bốn thằng con mà nó cũng phải lên thân trên đền nữa. Trời ơi, bực. Bà con ơi, chị coi đó, nó lớn như vậy mà nuôi nó cũng không nên tưng. Không có ngày nào mà nó không gây đến quà hết. Nhà có bao nhiêu lúa giống nó cũng đem đi bán. Cái nồi cái chảo nó cũng bán hết. Chắc tôi tức mình, tôi chết quá. À, cái vụ mà nó xúc lúa đi bán, rồi cờ bạc đá gà chứ gì. Còn nghe nói lột quần nó phải không? Đó mà thấy ông xấu hổ ghê chưa. Ơi, thanh niên đứa nào mà nó không ham chơi. Đây nè, nó lớn vậy sao chị không kiếm vợ đi? Nó hư hỏng vậy ha, kiếm vợ mai ra nó sẽ tu tỉnh làm ăn á. Bà nói thiệt hả?
thiệt. Cứ vợ là nó sẽ tu tỉnh làm ăn hả? Ừ. Nhưng mà nói như vậy ai chịu lấy nó chứ? Đó, có con Thắm ở xóm dưới, tôi thấy nó ra hẹn hò, hai đứa có vẻ thương nhau lắm đó. Chị nói thiệt phải không? Thiệt. Trời ơi, thiệt á, tôi lại ông bà tổ tiên phù hộ nha, cho con Thắm chịu mà thương lấy nó, rồi nó thương vợ nó chí tôi làm ăn phải không? Ừ. Trời ơi, tôi cũng vái tổ tiên ông bà đất nước hết thương á, cho nó lấy vợ rồi nó chí tú đó làm ăn. Được rồi, đi lẹ lên, đi kiếm Thắm, đi lẹ lên, đi lẹ lên, đi, bà đi kiếm con nhỏ ra đi, lẹ lên. Nè, đứng lại đó, nè có đứng lại không? Đưa đây. Em xin mình á, còn có đi ông tay à, mình cho em giữ lại đi. Có miếng ruộng, chàng cũng bán luôn, thì tôi hết nói nổi rồi. Nè, còn cái cuối cùng thì nàng đưa đây cho ta. Nè, đưa đây, con vợ kia, đưa đây đi. Ta gỡ gạt lại, ta mua nhiều đôi cho nàng, 10 đôi, 20 đôi, nhanh lên. Đưa đây, nè đâu rồi, đưa đây cho ta. Em không có đưa đâu, còn có đôi bông tai. Thế phải để làm vốn mua bán để nuôi mình nuôi mẹ chứ, bộ mình muốn trả gia đình chết đói hả? Trời ơi, có con vợ nào mà trả chơi như này không? Đưa đây, đôi cuối cùng á, để ta gỡ, đừng nợ, ta gỡ lại, ta mua cho lại 10 đôi, 20 đôi. Nè, đưa không? Được hả? Không được hả? Trời ơi, né hả? Cứ đứng đây đâu, cái con vợ này. Ô, tao bắt được, tao bóp cổ này chứ. Mày đứng lại, tao mày chạy mày, đứng lại. Ô, mày đứng lại hả? Ủa? Thằng trời đánh cái kia. Nàng ngon lắm, nàng kêu đồng minh nữa hả? Trời ơi, tao là mẹ mày mà mày còn dám đồng minh hả? Trời mẹ. Mày đứng lại. Ô. Mẹ ơi, con mới là con của mẹ nè. Mẹ kêu con vợ con đưa cái bông tai đây, con gỡ cho. Mày đứng lại. Con mua lại nhà cho mẹ. Con mua lại nhà cho mẹ. Mẹ đừng có dí vào mẹ của mình á. Mẹ nói con vợ con, đưa đôi bông tai đây cho con. Con đi gỡ, đưa đôi bông tai con gỡ. Mày gỡ hả? Mày gỡ cái gì? Nhà cửa mày cũng bán hết, ruộng vườn cũng mất hết. Bộ mày muốn cải nhà này đi ăn xin hả? Trời ơi. Mẹ, có đôi bông tai à? Sáng giờ anh dí con, anh kêu con đưa mà con không chịu đưa á. Thì mày đưa đây, không muốn đi ăn xin thì đưa đây. Con đi gỡ, con mua cho mẹ 10 căn nhà, nhiều ruộng vườn. Tại sao mẹ chết phật cho rồi đi? Trời ơi mẹ, mày ơi, mày bỏ hoài nhà tới bao giờ vậy hả? Sao mẹ làm mẹ hoài con rác tay luôn đó. Mất hết à. Thôi con rác lộ tay lắm. Con đi đây. Thằng trời đây. Mẹ ơi, bây giờ con biết làm gì bây giờ hả mẹ? Mẹ xin lỗi con nha, tại vì mẹ không biết dạy nó, cho nên nó báo hại con như vậy. Mẹ đừng có nói như vậy mà. Tại sao mà số hai mẹ con mình khổ như vậy chứ? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Nạn à, nghèo gì mà nghèo mạt lên, con bói không ra một xu, lấy cái gì mà gỡ gạt, có gì mà bán được không? Ngủ. Trong đó vậy? Nhà nó nghe nè. Kêu gì giờ này ngủ? Vậy đang ngủ kêu gì hoài á? Ê, giờ này mà còn ngủ nữa. Bữa nay á, nhà lão bá đánh lớn, qua gỡ đi. Lấy gì gỡ?
Để cái mạng này bán đi gỡ được không? Tùy ông à. Bữa nay á đánh lớn lắm đó mà đang thiếu tay. Ngày mai á là ông lão bá ông đi xa rồi đó. Không qua gỡ á, mai mốt kiếm sòng gỡ là không có đâu á. Qua đi. Tức thiệt á. Thôi, tôi đi trước đây. Ông đó mà lo tức đi. Đằng nào cũng thôi nhiều quá rồi. Phải gỡ gạt lại chứ. Trời ơi, nhưng mà lấy cái gì mà gỡ? Hỏi tiền thì kêu không có. À không, nhớ rồi. Lúc tức giận, mẹ có nói với mình là dù có chết cũng không cần mình chôn. Đúng rồi, chết mà không cần chôn, tức là phải có tiền để dành. À, tính giấu thằng này đúng không? Giấu hả? Coi giấu được không? Tôi sẽ đi kiếm ra cho bà coi. Bà giấu ở đâu vậy? Tức thiệt. Cái nhà như cái lỗ mũi, giấu ở đâu giờ? Làm sao mà qua mặt được ta? Ý, có tiền gỡ rồi. Tiền ơi là tiền. Ta sẽ qua liền. Trời đất ơi, tôi thương hoài vậy trời. Anh đấy à? Hoài. Đây này. Ơi. Trời ơi, miếng đồng cuối cùng. Đây. Bây giờ là trận tiếp theo. Là giữa con Hoàng Kê và con Nhãn Kê. Đặt tiền. Trời ơi. Tôi đặt Kim Kê á. Đặt ở làng chủ. Bao nhiêu tiền bạc? Có chơi không? Tôi thua hết rồi. Dân tự bán nhà tôi cầm cố cho mấy ông hết rồi. Nè. Mày không chơi thì mày đi ra ngoài để cho người khác chơi. Đi đi. Ê, ông chủ, ông chủ. Ông chủ, ông chủ. Ông chủ. À, gì? Ông cho tôi dây đi. Mày dây bao nhiêu? 20 lượng. Nè, mày dây á, rồi mày lấy cái gì mày trả? Nói bây giờ á, chỉ còn cái mảng cùi thôi ông chủ. Nó hết tiền rồi. À. Cái mạng, tôi lấy cái mạng này, tôi dây 20 lượng. Tôi thấy cái mạng tôi. Cái thằng này, mày chịu chơi ha, mày muốn vay 20 lượng chứ gì, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Nhưng mày nên nhớ, nếu mày vay 20 lượng mà không có tiền trả là mày sẽ bị chặt tay hoặc giả là gán vợ mày cho tao, chịu không? Tôi chấp nhận. Tôi mượn 20 quan, tôi đặt 20 quan luôn. Văn tự. Mình sẽ thắng, lần này ta sẽ thắng. Vô. Nhưng nhớ nghe chưa, nếu không trả tiền lại cho tao thì một, mày sẽ bị chặt tay. Hai là mày phải gán vợ mày cho tao. Nhớ nghe chưa? Đó. Mày đặt món gì? Hoàng Kê. Tôi đặt Hoàng Kê. Hoàng Kê. Mày nhà vô 20 quan. Cổ lên. Vô. Vô. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Hoàng Kê. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê, Hoàng Kê. Thua. Thua. Thua.
Chút ơi, Chút, Chút, anh Út bị lão Bá bắt rồi Chút ơi. Đừng, 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 tôi xin ông, tôi xin ông tha cho tôi, tha cho tôi, không được sống đi, đừng chặt tay tôi, đừng chặt tay tôi mà. Có sức chơi thì có sức chịu mày. Tao đã nói với mày rồi, ha. Nếu như mày không có tiền trả tao thì phải bị chặt tay. Hơn nữa mày đã điềm chỉ vô cái văn tự này rồi. Tụi bay chặt tay. Đừng, đừng, đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Mình ơi, có chuyện gì vậy? Tôi xin ông, tôi xin ông, tôi xin mấy ông tha cho chồng tôi đi. Mẹ kêu con với mẹ ơi. Tôi xin ông, tôi xin ông tha cho chồng tôi đi. À, cô gái này là vợ của nó hả? Dạ. Còn bà là mẹ của nó phải không? Dạ đúng rồi, tôi là mẹ của nó đó. Vậy là hai người định chuộc nó hả? Vậy có đủ 30 lạng bạc không? 30 lạng? Ừ. Tôi mượn ông có 20 lạng mà. 20 lượng là ngoài kia mày. 20 lượng vô đây là thành 30 lượng tính luôn tiền gốc và tiền lời. Trời ơi, tiền ở đâu nhiều quá vậy con? Tôi làm gì có tiền không? Tôi xin ông, tôi xin ông tha cho chồng tôi đi. Sao? Bây giờ không có tiền trả phải không? Tụi bay chặt tay. Tôi xin ông, tôi xin ông mà. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa gán nợ cho ông. Tôi xin mà, tôi xin mà. Đừng có chặt tay con tôi mà. Khoan. Nè, cô em nói sao? Như vậy là cô em định chuộc chồng của em chứ gì? Phải không? Dạ không được đâu ông ơi, không được đâu. Cái gì? Tôi xin ông mà, tôi xin ông. Không có được đâu, không được đâu. Nó là con dâu của tôi đó. Nó không thể gán nợ cho ông được đâu. Tôi xin ông đó. Nếu vậy thì tụi bay chặt tay. Không được đâu. Cứu tôi với. Mày ơi, mày ơi, mày ơi, tôi đồng ý mà. Như vậy là cô đồng ý rồi. Tụi bay thả thằng chồng ra, bắt con vợ lại. Mình ơi, mình ơi, mình ơi, mình ơi, mình ơi, mình ơi, mẹ ơi, mình ơi, mình ơi, mình ơi, mình, tôi ai mình ơi. Chị có gì ăn cho tôi xin đi chị. Chị à, có gì cho em xin với chị. Chị à, chị có gì cho em ăn đỡ đói đi chị. Dạ, tôi không có gì, tôi có mấy trái chuối tôi cho chị. Ủa, mà con chị đâu mà để cho chị đi xin vậy vậy? Thiệt, con cái thiệt là tệ nha. Thôi dán đi nha chị. Tôi đi nha.
sáng đến giờ mới gánh có 20 đôi nước à. Tao mua mày về làm mẹ tao hả? Mày có trách á, mày trách thằng chồng mày á ha, ham mê cờ bạc á, bán mày cho tao á. Tao mua về làm con chiền mà, đâu phải đứng á, mày đứng mày mỏi mệt mày đấm lưng đâu. Đi vô gánh lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, gánh lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, gánh vô đi. Ngày hôm nay á, sáng hôm nay nha, gánh đủ 50 đôi nha, đồ làm biếng. Lẹ lên. Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con. Thắm ơi, mình tha lỗi cho tôi đi. Kiếp này tôi sai rồi. Tôi thật là một thằng súc sinh. Tôi không bằng con chó con gà nữa. Tôi hẹn hai người kiếp sau, tôi sẽ đền đáp cho hai người. Hẹn kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ đền đáp cho hai người. Ông lại, tại sao lại cứu con? Ngươi không cần biết ta lại, hãy cho ta biết ngươi có thật tâm ăn năn hối cải vì những gì mà ngươi đã gây ra với gia đình của mình. Ngươi đã thấy quả báo nhãn tiền chưa? Ông không phải là người trần mắt thịt. Ông Tiên ơi, xin ông, con biết lỗi của mình rồi. Con đã làm tan gia bại sản chỉ vì mê đá gà thôi. Con đã mất tất cả rồi. Tại vì con mà mẹ con phải đi ăn mày, vợ con thì đi ở đỡ với người ta. Ông ơi, ông cứu họ đi ông ơi. Ngươi có thật ăn năn hối cải hay không? Dạ, con ăn năn hối lỗi rồi ông ơi. Con xin chừa, con xin thề. Xin ông ơi, ông hãy làm phép cứu con đi ông ơi. Vậy ngươi có dám thề độc không? Dạ, con xin thề. Con mà tái phạm nữa thì con không khác nào là súc sinh. Ông ơi, ông cứu mẹ con, cứu vợ con đi ông. Ta sẽ ghi nhận lời thề của ngươi. Chẳng qua ta thấy thương người vô tội vì ngươi mà phải chịu cảnh cơ cực nên mới động lòng trắc ẩn. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Dạ, đã tạ ông. Và cũng là cơ hội duy nhất để ngươi thay đổi con người mình mà tu tâm dưỡng tánh. Nếu ngươi tái phạm, tức khắc ngươi sẽ trở thành con gà, suốt đời sẽ đi bươi móc tự kiếm cái ăn. Ngươi hiểu chưa? Con gà. Phải rồi, con ta mê đá gà, thì con sai phạm con sẽ biến thành con gà. Dạ ông ơi, con hiểu rồi. Giờ xin ông hãy cứu mẹ con, cứu vợ con đi ông. Cứu mẹ con, cứu vợ con đi ông. Con xin hứa. Vậy là mơ thôi hả? Nhà mình vẫn còn đây mà. Mẹ. Mình ơi. Mình. Dữ không? Dữ vậy rồi đó hả? Ủa gì mà mê man quá à? Mình. Mình về rồi đó hả? Còn mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Mẹ hết đi ăn xin rồi đúng không mình? Mình nói cái gì vậy? Ai đi ăn xin? Con mình. Mình không còn đi ở đỡ nữa đúng không? Mình ơi, tôi xin lỗi mình nha. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Mình nói cái gì vậy? Ngủ 2 ngày 2 đêm vậy rồi nói sản đúng không? Cái gì? Ngủ 2 ngày 2 đêm? Thằng này. Mẹ. Ủa mày trên trời rớt xuống sao mà ăn nói lung tung vậy? Dạ, không có gì hết mẹ. Như vậy là ông Tiên đang thử lòng mình.
cho mình nằm mơ thấy được cái hậu quả nghiêm trọng, để mình biết sợ mà sửa đổi. Chỉ là mơ thôi, may quá. Mình hả? Tỉnh chưa? Nè, con nói gì vậy? Cái gì may quá? Rồi cái gì sửa đổi vậy? Dạ, không có gì hết mẹ. Mẹ ơi, con hứa với mẹ kể từ nay con không chơi bời nữa, con sẽ tu chí làm ăn. Có thiệt không đó? Dạ thiệt. Mình nói thiệt hả? Nói là phải làm đó nha. Tôi nói thiệt mà. Nếu mà tôi nói không làm á, tôi sẽ biến thành con gà. Tôi thề độc nè. Thôi, đừng thề. Như vậy là con đã quyết tâm rồi phải không? Con thấy nhà cửa mình á sa sút lụng bại nên con đã quyết tâm sửa đổi rồi phải không? Đúng là vậy mẹ. Con phải tu chí thôi mẹ ơi. Ê, Út ơi. Đúng lắm đó. Út. Đi Út. Đông đủ nhà lỗ tài rồi kìa. Lẹ đi. Mình đừng có đi. Tôi biết rồi. Tôi không đi đâu. Mấy anh chơi đi. Một tủ cho mày dám đủ đây con tao hả là mặt chết. Mình không đi với tụi nó em mừng lắm. Tôi đã hứa với mình rồi mà. Nếu không á tôi biến thành con gà hay sao? Con à. Đúng rồi con à. Chắc là trời cao có mắt á. Tổ tiên ông bà đã xui khiến cho nó thành người tốt á. Bây giờ mẹ đi chợ á, mẹ sắm đồ rồi làm mâm cơm á cúng tạ ơn tổ tiên ông bà nha. Mẹ, con đi với mẹ. Mình à, mình vô coi giùm em nồi cơm nha. Nhớ kiếm cái gì ăn, em về liền ha. Ta biết rồi. Lẹ lẹ lên đi con. Ở nhà con nhàn nghe chưa? Dạ. Không đi nha. Dạ.